ra thấy nó tím mai đâu. Nó tím mai nhớ sửa cái lông nhìn. Tiếp theo chương trình đó là tiết mục của bên tài chính cũng mang tên là Smiley Tỉ May hay là gọi là chúc mừng năm mới. Xin tất cả mọi người cùng theo dõi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.